Hello everybody, welcome to Hèo với KT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hèo với KT. Thì cả nhà yêu, ok, lâu lắm rồi mới dùng cái tên này hả? Vì sao, hôm nay chúng ta sẽ có một con game mới. Không phải là game Bawi, không phải là một game Naruto, mà đó là một con game One Piece. Yeah, vâng, một con game One Piece nhé anh em. Ok, game mới đó. Chơi như Elora, chơi như triệu hồi ninja, Bawi AFK. Ok, vâng, tưởng mới, game mới, thể loại mới, like xe liền. Ok, nhìn đẹp nha, wow, game có chiều sâu đấy, chiều sâu nhân vật nha. Được. Game này heo cũng chưa biết chơi nữa, hôm bữa thấy cái sụt này ở trên ấy người ta rao bán đô. What the hell, cho AC hả? Online cho AC kìa mấy chú ơi. Wow, AC bà rút luôn. Được nhỉ. Đâu, 50 vạn là tương đương với 500.000 kim nguyên bảo. Wow. Hôm đấy, thấy có cái gì đó nó giá trị trong con game này rồi nha. Đánh phó bản ra kim cương nữa hả? Ok man. Được đấy, quét phó bản, đánh phó bản ra kim cương. Wow, mấy con tướng này không phải là hình ha, mà nó là nhân vật cử động được luôn. Ok. Vâng, một nhân vật 2D5. Đó. Bỏ qua được không? Ok. Rồi, hết chưa? Hết hướng dẫn chưa? Nó cũng như mấy cái con kia anh em làm nhiệm vụ nó cũng y vậy à. Mà cái bối cảnh, cái giao diện, cái cốt truyện và không, cái cốt truyện hình như nó cũng giống nhau á. Cái bối cảnh, cái giao diện và tướng nó khác nhau ha. Hình như cái lối chơi nó cũng y vậy à, nó không có khác đâu. Đây nè, nhận nó nè. Đó, bờ rút và 10 vé quay tướng cao cấp. Wow. Ok man. Rồi, vô, xong hướng dẫn đầu game rồi. Ok, quét cho lên level 6. Y chang mấy người kia thôi chứ còn không gì nhiều. Rồi, gửi, đi ra ngoài nào. Đây, chúng ta sẽ có được lá hư rồi. Bây giờ chưa có VIP level 6, login 7 ngày. Oh man, login 7 ngày chúng ta sẽ nhận được râu đen. Ngon lành. Wow, hôm. VIP đen, VIP không. Ok, được đấy. Rồi, đến với thông tin server. Đây, Haki Bá Dương chính thức ra mắt ngày 21 tháng 12, server đầu tiên vào 14 giờ. Đó, khai mở S1 Haki Bá Dương, game One Piece phong cách mới, tải game Haki Bá Dương Fixed Code Tân Hữu tặng VIP 9 level 69, 500.000 kim cương, 50 triệu belly, 50 triệu A xếp tướng, 20.000 thẻ đột phá, một 100 thẻ triệu hồi ca, triệu hồi khoáng quyển hả, 30 thẻ cường giả chiêu mộ khiến hả, rương tự chọn trang bị 3 sao. Chúng ta sẽ được nhận một con tướng Rayleigh, Lucy, Bentham, Usopp và Inuyama nha. Gì? Nayuma. Ok. Rồi phần hưởng like xe 10 cường giả chiêu mộ, 1 gì 10 triệu belly, like xe comment được nhận tỷ lệ nạp 10.000, 100.000 kim cương, thẻ nạp ATM Momo nhân 30%, hotline Zalo group chính thức, tăng cấp online điểm danh nhiều hoạt động nhận kim cương và vật phẩm giá trị, so tài bạn bè đấu trường danh vọng, trận hình chiến thuật tranh tài cao hấp này cái kiểu ha. Ok man, đi nhắn tin đi kiếm code nào, shop thần bí đồ này nọ nữa ha. Ok, đợi heo tí. Quà quà nạp đầu nè, đô cái gì, quà nạp đầu lần đầu. Ủa sao đây là hình Enew mà đây lại có con Luffy. Wow, bố già luôn. Wow, quan đi vô coi tướng cái đã.
Đây, đồ giám chúng ta sẽ có hệ huyền trưởng ha. À, đây Marco, ok. Mà dịch chưa ta? Dịch hết rồi. Ok, ngon ngon, ngon nghẻ liền. Đây là Luffy. Luffy, không có này không phải Luffy One đâu, Luffy Get 4. Ok. Wow, bố già. AC online được nhận nha. Ok, rồi à. Râu đen. Đô, bên hệ hiện trưởng này hôm giờ tứ hoàng 3 cái rồi. Ok. Oh, Rayleigh luôn. Wow. Đồ Yoro luôn. Yoro hơi hệ mới luôn. Ngon ngon. Wow. Rồi bên thằng này là có gì đây? Hình như là bên này bên team Đô Đốc anh em. Bên này là Hải Quân ha. Đúng rồi, Hải Quân nè. Đây đây. Hải Quân chúng ta có Fujitora. Có Akainu. Megalon. Rồi Sengoku. Rồi Tsuru hả. Rồi Kuzan. Rồi Gap. Rồi gì quên mẹ nó rồi đặt cái tên gì quên luôn cái tên gốc rồi. Sento Baru. Ok, toàn team Đô Đốc không hả. Wow, trong này chúng ta còn sẽ có đây, Tatsugi, đồ mấy hàng nhãi nhép ấy nữa nè. Rồi còn có Lucy. Rồi đây chúng ta có con Smog hả. Rồi bên này là hệ gì đây. Đâu, có bà công chúa người cá. Ủa, sao lại có râu đen bên này nữa. Wow, bo Hancock. À, bên này là Hất Vũ Hải anh em. À, Hất Vũ Hải không à. Đâu, có Sabo nữa hả. Ok, mà thấy hệ hiện trưởng của bọn ngon hơn nha. Hiện trưởng thơm hơn à. Còn tứ hoàng bên đó không. Ivan, Kuma, đồ. Ok. Rồi hệ cướp biển. Gì mũ rơm gì đây. Đây chúng ta sẽ có Robin. Jimbe. Có Monkey D. Luffy hả. Luffy này chắc là Luffy thường rồi. Đúng rồi, Luffy thường. Rồi, Luffy thường. Sanji. Này chắc Sanji thường luôn. Này Yoro. Yoro này qua ham ship rồi. Chopper. Chopper này qua ham ship rồi. Nami, Brook, Usopp, Quang Kỳ. Cái này y team Luffy luôn, đúng rồi. Team Luffy không à anh em. Rồi team Luffy không à, không có ai khác hết nè. Luffy và những người bạn. Rồi cái team này team hải tặc nè. Đâu, Sabo nè. Trời, Sabo Lucy. Có bài phiên bản Lucy đó anh em. Phiên bản mà ở bên cái quốc dương, cái quốc đảo gì đó của Doflamingo đây. Đồ Capallo ha, Anil, Palomel, wow, Kid Ve Chai ha, Bucky, Dark Red gì đó, Ace bên này nữa hả, con gì quên mẹ nó rồi, công chúa hồng ma gì đó. Hawking. Đây, Hawking này bây giờ đã về với team của San rồi nha anh em. Hội những người khuyết tật. Ok. Có gì mới không? Không, có gì mới rồi. Ok. Chuyện bấy nhiêu thôi hả? Online nãy giờ được gì không? Đây, gần được rồi. 4 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhắn tin giạc min để lấy code cái đã. Rồi, có theo nhận xong rồi hả anh em? Đây, nhận xong rồi. Có chúng ta nhập về web ha, chứ không có nhập trong game. Ta lên được VIP chính nè. VIP chính, nhưng mà chắc theo nghĩ là theo sẽ farm cái này lên để cho nó lên level chứ. Gì nữa ba? Lại vô đấu trường. Chứ. Rồi, còn một lần nữa hả? Lên được cái level 9 nè. Hết rồi.
lên level 10 mở mới được nhiều mấy cái kia hả? Đâu? Cái gì? Khoan, điểm danh hàng ngày nè anh em. Wow, phải không đây? Đồ. Điểm danh hàng ngày 10.000 kim cương. À không. 100.000 kim cương anh em. Wow. Ok, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.000 kim cương. Được phết nhỉ? Ok, được lắm đấy, được. Anh chịu cái khúc này nhá. Ok. Và chúng ta có quà ở đây ha. Đây, vé chiêu mộ, hồi nãy giờ chưa chiêu mộ thử luôn á. Đây, Braylay. Wow. Amazing, good job em. Đây sẽ là một con game ăn Tết hứa hẹn nha anh em. Đó, level 68 luôn. Tết này có game chơi rồi. Ủa, con Bentime là con này đó hả? Con này là Mr. 2 mà, bon trai. Belly, ok. Hình như Belly nó không lên nha, Belly nó bị lỗi hay gì á. À, Izununa, chị ta Nanu gì là con này đó hả? À, ok. Ồ, được thêm 10 vạn nữa à. 10 vạn là 100.000 anh em. Đây, 4 rương trang bị tự chọn. Rồi A-Sep anh hùng. Rồi vé chiêu mộ cao cấp. Đây, Lucy. Ok, Lucy phiên bản gì á. Chứ không phải phiên bản mới nó vẫn ngon hơn. Usup nè anh em. Usup trước thời kỳ đầu hả? Cái này là Usup thời kỳ đầu rồi. Usup thời kỳ sau đẹp trai phong nhã hơn. Cái này thẻ đột phá hả? Rồi xong xóa hư. À lên level rồi. Bà mẹ nó biết hồi nãy hỏi phải ngồi quay bà đó. Quay làm gì khi mà bây giờ chúng ta đã lên level tới đây rồi. Mục tiêu 8 ngày. Quay tướng nè anh em. Wow, bố già nằm đây luôn à. Ok, chúc con sẽ lại chiêu mộ bố sao. Ok, mắt diều hâu. Rồi con ấy, ok cái này không ngon. Thức tỉnh. Chiêu mộ gì vậy? À, bò hành cúc nó mất hình rồi. Được, bò hành cúc cũng được. Ok, chịu rồi, bản này hôm hả? Dạ, theo nghĩ server này sẽ làm ăn được lắm đây. Vì trên thị trường là thấy con này cũng mới đó. Được, ok. Ngon lành. Làm gì cũng ra kim cương hả? Oh man, khi VIP 9 luôn là ngon rồi. VIP 9 là chúng ta sẽ có được khoảng một mớ hả? Dạ, cũng một mớ hơi nhiều quá anh em. Một mớ kim cương ấy, một mớ đồ, một mớ quà trong cái quà VIP ấy nha. Không lùa được đâu. Phúc lợi nhận thêm một lần nữa. À, ok, không được hả? À, quỷ trưởng thành. Đây, nạp VIP. Chúng ta sẽ đi mua VIP. Đủ mất 70.000 hả? Hơi chua á. Mega Lăng, ok. Đây, Braylay, ok. Rồi ông ninja gì đó. Mở hết đi anh em. Ok, ở đây chúng ta có Moria. Một tướng tự chọn, một tướng hên xui. VIP. Rồi dưới này là hết ngon rồi. Ok, nó mua luôn. Tối ngày mua. Vô túi mở nè. Đây, Moria. Rồi hai con này. Rồi Morgillon. Rồi mở hên xui hả? Dark Red gì đây? Đậu phộng không thơm lắm. Đây chúng ta có trang bị. Ok. Trang bị 3 sao hả? Ủa sao chúng ta mở rồi? À đúng rồi, nó đang từ. Tại vì không thấy anh em. Không để ý, thấy đằng sau nó có cái đường nữa nè. Tưởng đâu là nó cũng đã đỏ, tưởng đâu là nó cho thêm nhiều. Chúng ta chuẩn bị đi quay ha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi quay tướng. Đúng rồi, cửa hàng shop bí mật.
lò đâu rồi, cái chỗ quay tướng à, đây triệu hồi, đây triệu hồi, triệu hồi. Ừ quên, triệu hồi để làm gì, quên thì chứ đô. Wow, amazing. Em không ngờ là râu đen ở nằm ở đây anh em, râu đen bên thuyền trưởng hãy hiếm nó bằng với tướng ma ở bên mấy con kia luôn á. Ok, hệ ám đồ á, đúng rồi, nó bằng hệ ám bên Elora. Wow, ok man, trời trời trời, tưởng đâu là không ngon, mới nói là quay ở đây là nó đâu có gì đâu mà ngon. À đồ, tự nhiên nó ra liền chứ thiệt. Ồ, hệ Bergy hả, cũng được. Mới nói hồi trời, quay đây đâu có gì đâu mà ngon, đâu có ra được tướng VIP đâu. Đồ, tự nhiên ra liền. Ok, Rokodai, cá sấu con hả? Gì đây, con này mở rồi. Có gì mới mới không? Đó, quay hồi nãy giờ là thấy đắt giá nhất là râu đen ha. Bên chúng ta có thể gọi đó là hệ ám cũng được anh em, hoặc là chúng ta có thể gọi là hệ huyền trưởng ha. Ok, sinh ra đã là huyền trưởng rồi, chịu thôi. Đâu đó cũng hơn cả triệu kim cương á. Rồi làm mấy cái nhiệm vụ rồi nó cũng ra kim cương nữa ha. Rất là nhiều, hình như là thấy làm cái giống gì nó cũng ra kim cương ấy chứ. Gì đây? À được một con Yami. À được thêm một con nữa nè. Con gì đây, con gì đây? Trời ơi, lại là VV. Chán gì đâu á, con nhỏ vô dụng. Đây, hồi nãy là chúng ta thấy dòng này ha, đúng rồi nè. Đó, bố già, chơi chơi chơi. Chơi gì nữa? Ok. Nó bằng với hệ ám bên kia luôn á. Wow. Ok, chơi 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 chơi. Nè, thấy màu vàng rồi. Thấy màu vàng rồi. Đó. Trời ơi, bác sĩ ấy hả? Màu vàng rồi, màu vàng rồi, thấy màu vàng mà. Kỳ vậy. Khoan. Sao tỷ lệ ra? Tỷ lệ đây hơi hấp hả? Đâu, Sentomaru hả? Ok. Quả quyền, trời má, bấm qua quả quyền luôn. Má gì đâu á. Ok. Lại nào, không kịp thấy quả quyền luôn. Rồi, quay lần có 2000 hả anh em? Đâu, dư sức, được, được. Quay lần có 2000 hả? Được nha. Trời ơi, 100.000 chúng ta quay được khoảng 50 lần. Mà 50 lần là mệt nghỉ á. Thấy màu vàng rồi. Đâu, bên kia đi gáp hả? Ồ, đi gáp này không biết là gáp bay hay gáp kha hả? Tao quay ra được con râu trắng nữa là hôm. Là ngon luôn á. Tới luôn man, tới luôn. Râu trắng đâu? Râu trắng bưởi ơi, chúng ta không cần mấy con kia. Đó, có màu vàng nha. Đó, ok man, râu trắng là được rồi. Rồi, xong. Được rồi, được rồi. Mấy con kia để từ từ đi. Hôm qua ta lấy bò hành cúc nữa nè. Gì đây, hồi nãy chưa đủ, chưa đủ lấy cái này. Một, còn 150 lần nữa chiêu mộ chắc chắn ra gì. Nó lụm rồi chứ ra đâu nữa. Ok, tướng gì đây? Rồi, ở cá sấu con. Rồi, tiếp luôn. Đi kiếm con bo nữa là xong hả? Thôi ok, bo để tí heo quay sau hả? Bây giờ vô lấy đội hình đây. Trời ơi, 1, 2, 3. Ba con thôi. Ok, đem mấy con này xuống. 1, 2, 3. À, chúng ta có muốn lấy mấy thằng này nữa không? Lấy cũng được, không lấy cũng được. Gáp với Lucy đồ. À hồi nãy có đây Sabo, hồi nãy không có Sabo nữa. Ok ok, nhiều đó thôi. Lấy gáp ra. Không luôn, không lấy gáp luôn. Đây, lấy Lucy ra luôn, lưu lại, dứt. Wow. Oh man, ôi nhưng mà hơi yếu nha. Ơi tính ra râu đen và râu trắng là nó cùng một chiêu á. Đậu phộng. Rồi ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link em sẽ để dưới phần mô tả và nhắc lại luôn. Server 1 sẽ open vào 14 giờ ngày 21/12 ha. Anh em nào có chơi thì tải về. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bây giờ heo đi quay tướng đây. Ok, bye bye.